Còn cái con này chắc là phải gấp 10 lần con này. Chắc là con này phải 40-50 kg. Thấy cái bàn chân của mình không? Đây. Cái quay đuôi của nó là to hơn cái bàn chân của mình rồi nè. Được chưa? Còn anh này là 60 kg nha. Anh đây 70 kg. Anh đây 70 kg, chị kia 50 kg. Đây thêm chụp không? Mấy đi chụp không? Mấy đi chụp không bằng iPhone? Quá quen rồi thường bao nhiêu ký? Con này nhiêu ký anh? Anh con này nhiêu ký? Con này nhiêu ký? Được. 15 kỳ tém, 17 kỳ 2. 17 kỳ 2, 15 kỳ tém thì bóng bay cho em. Là từ từ trước một ký quay là còn lại 14 kỳ tém khoảng hơn bay cho em. Sao sao? Sao? Để tôi cho 15 kỳ luôn đi. Tôi 15 kỳ, 15 kỳ, 17 kỳ 2. Như là bên 12 kỳ 2. Được chưa? Đúng rồi. Ra xuống. Qua quốc chỉ ra nước yêu mẹ đó. Đây thêm con cái mú nữa nè bà con. Con này tầm gần chục ký. Đó. Cái con kia là nhiều lắm. Cái con chục ký và cái con kia là phải 40 ký. 50 ký còn không nấu không? Đây là con ké nữa nha anh em. Đây nguyên một hầm ké luôn. Ở dưới này còn phải 5-7 tấn ké nữa. Đó. Đây, đưa ghi về. Còn 5-7 tấn ké nữa ở dưới này nè. Bao nhiêu rồi, không ăn hút. Ké này ké lặn á, ké lặn ở đảo không anh em. Này đây, còn mấy hầm này là hầm mấy hầm ké không? Đây, mấy hầm này mấy hầm ké không nè. Đây còn ké mú 10-mấy ký nữa. Con này 4 ký. Ốc đây là ốc gì? Ốc tai tượng. Quá đẹp rồi. Đặc sản đảo Phú Quý anh em. Mua ăn tí. Wow, chân nè, chân nè. Mua cái chân ốc nè. Mày ốc này. Ốc có đẹp. À, chân như cái ấy. Đây cái ốc gì không? Lấy tiền mình về mua một chân ăn. Mua con chân này dài ký ăn. Ừ. Đây nè, chân mà bao bao luôn em. Wow, đây chân có màu vàng nữa nè. Wow, có con này bằng cổ chân nè. Màu vàng, Phú Yên hả? Dạ. Bán, wow, chân dữ hả? Ừ. Bán con này. Bán con sẵn sẵn có tiền mà qua lấy mua trước thì em gửi lại cho. Wow, quá nhiều ké anh em. Lần đầu tiên mới thấy luôn á. Chờ chờ đó chút. Đang khốn nạn. Wow, ké bà dê. Wow. Ké mút dữ trời. Lên clip cuộc sống của bà con ngư dân. Wow, con ké mú này nhìn dài ở ngoài chắc tầm nhiêu ký anh? Con kè mú này tầm 10-mấy ký. Quá khủng khiếp. Đây con kè mú 10-mấy ký đi anh em. Con 10-mấy ký. Con này 10-mấy ký có ai chưa? Ai kêu tôi kêu ai trời? Con kêu ai? Đó bên chút lên. Yeah.
Cái mó này, cái mó con cà cưới không à? Cô cái mó không à? Đâu đem mua mua con hay không? Con này ngon ngon là ngon ngon. Đem. Mua coi. Đây đây lư làng làng đây cái làng cái gì anh cái làng wow, cái làng đẹp quá các bạn. Đây như cái mớm sao ạ, mó đây cái mớm ở cái này sơn, cái sơn con hơn ký. Đây buổi sáng cảng cá Phú Quý nha anh em, cảng cá của đảo Phú Quý, ốc ốc quế trời ốc luôn. Ủa đây hải sâm nè. Hải sâm nè anh em. Thấy hải sâm nha. Đây cảng cá Phú Quý đi anh em. Buổi sáng là buôn bán là tấp nập luôn. Ốc đây ốc con hơn ký. Đủ loại luôn. Kế dưới trình là bao la. Ốc đây ở đảo mới có không? Đâu ở đất liền lên mới có. Wow, mực mực nang, mực lén, mực nang con 4-5 kg. Thì cái leo này đây mình đi dòng thêm một chút nữa. Đây ốc như là kem mú đỏ. Ốc anh em. Cái sân thấp mà. Cái nọc nhím nè. Mũ đỏ. Gáy cái gáy. Gáy cái hồng gì đó. Đủ loại kế luôn anh em. Ở đây nữa, quá nhiều. Mực nè, mực bỏ ngổ ngang luôn nè. Dường như không có ai quan tâm luôn. Hải sâm. Bè bóng sọt hải sâm nè nè. Hải sâm mũi đế luôn rồi. Đó. Hải sâm cân xăng bỏ vô muối. Đây nè anh em. Bát ngát quy vu luôn. Trên kia còn nữa nha. Trên kia còn nữa. Kế nè anh em. Quy vu luôn. Đen con kế. Cái hồng cái gáy gì đó.
Đây cái ghế hả em? Còn 4-5 kg. Đây máy ghi lặng ở phía bên ngoài nè, thu mua cái lặng quế trời luôn, bãi luôn. Mù đỏ, mù đỏ quá đẹp luôn. Còn mấy ký không? 3-4 ký. Có 3-4 ký. Có chưa? Mấy con đây mà. Đây anh em, mấy con này là tầm 3 ký không mà. Hả? Hả? Sao xin được cái giá ốc đó việc Phú Yên à? Xin không được mua. Đâu mang tiền đi đâu? Xuống biển em đưa. Cái giỏ ốc đó anh tí mua 50 ngàn á. Đó, đẹp không mọi người? Đây quay của một số anh em ở trên đảo Phú Quý cho mọi người xem. Hiếm khi mới gặp mấy cảnh này à. Kế là nói chung là đổ thành bãi luôn á, đừng nói là thành khay thành ký nữa. Bữa nay gặp cái dịp đâu phải ngày nào ghe cũng vô nhiều vậy đúng không anh? Lâu lâu mới vô một đợt đúng không? Hôm nay mình lên đảo mình gặp cái dịp mấy ghe thu mua của cá lặng á vào quay tổng hợp clip lại cho anh em xem. Đây mình đang đứng ở trên thành cảng, phía bên này là bên trong cảng Phú Quý nè, zoom lại nghe chỗ cái trạm nè, có chữ cảng Phú Quý, trạm biên phòng, ban quản lý cảng. Ê, bây giờ tiếp tục mình quay ở một khu vực khác cho anh em xem tiếp. Leo, cái leo nè anh em. Đó. Kế chấp thành đóng luôn. Còn là kế mắc tiền, kế xuất khẩu không á. Nè gái đẻo nè anh em hả, cái đẻo đây tiếp tục đó, con này là 5-7 ký luôn á. Cảng ké Phú Quý, ké quèo nữa nè anh em. Đó, ké quèo. Quế trời quế đất luôn. Này có ốc nữa nè. Bà dê nè, có bà dê đẹp quá. Kế là bát ngát luôn. Xuống đây mình quay con tàu du lịch.
tàu keo thấp Phú Quý 2. Đây thủ thủ số 23 đang cầm ké. Ké ở dưới này đóng gói rất là kỹ nè. Đây đóng gói nè, đóng gói kỹ quá. À, cô bẻ quảng ké. Đóng gói rất là kỹ. Giờ đóng gói đây hình như cho lên tàu luôn hay sao á. Mình quay tàu Super Dâm Phú Quý 2. Tàu du lịch anh em ơi. Tàu này tàu keo tóc đi Phan Thiết Phú Quý. Super Dâm Phú Quý 2. Đây. Đó còn kẻ đi dài dữ. Tàu keo tóc Super Dâm. Đây mấy kiện hàng đóng gói xong rồi chắc lên trên tàu nè. Còn là ké xuất khẩu không anh em ơi. Này ở đây người ta còn đang đóng gói nữa nè. Còn là ké xuất khẩu. Đây ké mó nữa nè. Còn tươi rối luôn. Ốc nè. Chị đảo nè, chị đảo anh Huy nè. Đây tổng hợp ở trên đảo rất là nhộn nhịp. Một buổi sáng quá là nhộn nhịp và hối hả của bà con ở trên đảo luôn. Quay ra phía bên ngoài trước mặt cảng cho anh em xem. Ghe neo ở trước cảng nè anh em. Đó ghe tàu là neo là nghẹt cảng luôn á. Đây tiếp tục khu vực này nữa đủ loại ké luôn, không thiếu ké gì đó. Mấy chị đẹp đẹp ở đảo nè. Đó mấy chị đẹp đẹp ở đảo á. Kẻ là bát ngát luôn, kẻ xuất khẩu. Ốc nè, ốc mấy anh này mới lên nè, ốc bịch nè. To không á? Kẻ này mở lên nè, mực nè, mực bỏ ông bịch nè, còn 4-5 kg không á. Đâu, trên đẻo cũng có chiếc xì bo kìa. Hả? Đây tìm đường ghê. Đây đủ rồi. Đây bãi ốc quay bãi ốc. Nguyên một bãi ốc luôn. Ốc này ăn xong là lời được cái vỏ nha. Bảy chục ngàn một ký ốc loại này. Sao? Con này đẹp nè, con này nè, không mua thôi. Con này, ủa con này cái vỏ không à? Mua luôn cái vỏ luôn. Đây nè, con này hết ruột rồi nè. Cái con là xinh á. Cái con này 50 ngàn, anh không mua thì là chờ, anh đi bên đi.
Đây, anh mua lấy đẩy, anh mua cái bó cạnh. Ơ là mua một cái giỏ, tặng cho cái giỏ luôn. Mà có để có con con, để đếp một thịt của con. Ủa con này nó còn dính 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 thêm mấy cái phù kiềng nữa nè. Đó là trứng của nó. Cái gì vậy? Trứng của nó. Trứng, đồ trứng ốc. Đây trứng ốc nè anh em. Lần đầu tiên nghe trứng ốc. Trứng ốc vậy, con này cũng có trứng hết nè. Có mấy con này có trứng nữa nè. Không có. 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 Ốc nuôi sống mà. Vô, vô. Đây, đây quay cái mũ khổng lồ cho anh em xem. Rồi, rồi. Con này nhiêu ký đây? Con này chắc mấy chục ký luôn hả trời? Vét lên thử không? Thiệt hay chưa? Đưa mình lên trên đầu luôn. Cho mượn vét lên thử quay clip với trĩ với mấy người đất liền nha anh. Bờ ghé. À y bay. Con ké to hơn thằng hôn mẹ đâu, nó vét không có nổ. Chưa thấy cái mặt đó. Mở thấy con ké như là từ lưng quần hôn trở xuống à. Đó, con hôn nó cầm ké đó. Thấy chưa? Quá to, quá dài. Này phải hơn 20 kg rồi đây. Ồ, 20 kg ông nội. Con này 20 kg nè, giỏ đâu lên đâu. Con này phải tầm hơn 40 kg. Quá to. À, đây nữa. Quay tôm hùm luôn nha anh em xem. Đây. Đủ thở loại nha anh em. Tôm hùm còn rộng sống nè. Số cuộc anh Tý mua được con ốc này 130 ngàn. Rất đẹp và dễ thương. Ốc này nó hợp như phong thủy của ông Tý à. Đây mình đứng ở ngoài, mình quay qua bên trong của bè con ngư dân ở trên đảo nè. Anh em xem full clip mới thấy được cái sự nổi bật của video ha. Đó, ké đem lên liên tục nè anh em. Đây, một con này hộp dễ 5kg. 5kg mà anh em ôm là hồng quét tròn luôn á. Chè bé luôn á. Đây, cái con 5kg nè.